tôi phải làm việc từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối, phải phục vụ ít nhất là 20 khách một ngày. Họ cho tôi uống thứ nước sắc từ các loại lá có màu đen sền sệt. Tôi không biết đó là thuốc gì, chỉ biết rằng để tránh có thai và làm ngắn lại chu kỳ kinh nguyệt. Tôi phải làm việc như một cỗ máy tình dục. Không những thế, tôi còn bị liên tục bị đánh. Và những ngày tháng đó quả là những ngày địa ngục đối với tôi. Quý vị và các bạn thân mến, lần đầu đọc tới đây thì Hồng Nhung cứ ngỡ rằng đó chỉ là những lời thoại nào đó trong một bộ phim truyền hình được người ta tưởng tượng ra như một câu chuyện. Thế nhưng khi mà được biết đó là lời của nạn nhân còn sống sót 100 ngày sau khi mà sống trong động quỷ vì bị lừa bán sang Trung Quốc, thì quả thật đã khiến cho bản thân Hồng Nhung không khỏi xót xa. Chuyện cũ đã qua nhưng mà nỗi đau dường như thì vẫn còn ngay đó. Chi tiết vụ việc ra sao thì kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình với Hồng Nhung ngay sau đây. Cô gái ấy tên là NTI, sinh năm 1991, ở phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Trong ký ức chắp nối của NTI, những nỗi đau về thể xác và tinh thần của gần 100 ngày sống trong động quỷ luôn khiến cô bàng hoàng sợ hãi. NTI không thể quên được những gì mà cô chứng kiến khi ở đất người. Chúng bắt em uống thứ nước sắc từ loại lá có màu đen sền sệt. Lúc đầu nhiều người sợ không dám uống, chúng đánh và bắt uống hàng ngày. Chị em dì tay nhau bảo thứ nước đó là để tăng sức khỏe phục vụ khách, nhưng cũng là cách để tránh có thai và làm ngắn lại chu kỳ kinh nguyệt. Mỗi ngày hành trình của em và các cô gái khác bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Đoạn đường từ nhà ở đến nơi làm việc đều có người đưa đón giám sát gắt gao. Buổi tối không ai dám xin phép ra ngoài, phần vì sợ bọn trai trẻ chuyên đi bắt cóc gái mại dâm của chủ nhà chứa này bán lại cho chủ khác. Phần nữa sợ chủ chứa biết sẽ đánh đập tàn bạo. Chủ chứa quy định mỗi người phải phục vụ ít nhất 20 khách một ngày. Ban ngày còn ít khách, chứ buổi tối bình quân mỗi đêm, mỗi đứa, chúng em phải tiếp đến hàng chục khách làng chơi. Mỗi lần mua vui của họ trong vòng từ 15 đến 20 phút. Có lần khách đông tiếp khách còn không kịp mặc quần áo. Chúng em bị hành hạ thể xác quần quật cả ngày lẫn đêm. Nhưng hễ không vừa ý là bị đánh đập không tiếc tay. Quá giờ, đánh mắng, khách không hài lòng, đánh. Làm không đủ chỉ tiêu, đánh. Có người, quá sức dẫn đến mắc bệnh nan y mà vẫn phải phục vụ khách. Khách mua dâm có đủ loại, đủ thành phần. Từ những người đi làm đồng về, chân tay lấm đất, đến những người ăn mặc bảnh bao lịch sự. Từ người già đến người trẻ, có một thứ duy nhất đó là bọn chúng không bao giờ để chúng em đói khát. Bởi đói thì không tiếp khách được. NTI kể chuyện với tôi mà vẫn còn đầy sự uất nghẹn. Đã lúc nào em nghĩ đến việc bỏ trốn? Em đã nghĩ nhiều đến cách chạy trốn, nhưng đó là điều em không thể ở đây. Vì biết chúng em ai cũng nung nấu ý định bỏ trốn, nên bọn chúng giám sát rất chặt. Dường như mọi hành động dù nhỏ nhất của chúng em cũng không thể thoát khỏi tai mắt của chủ chứa. Đến giờ em không thể nhớ hết được những trận đòn, những lần bị đánh đập lăng mạ sỉ nhục. Trong những ngày sống tại nơi địa ngục trần gian này, em đã từng chứng kiến không ít trường hợp bỏ trốn rồi bị bắt lại. Chúng dùng ma túy để giữ chân, khi đó cuộc đời sẽ là dấu chấm hết. Những cô gái Việt được đưa đi ra ngoài thì không ai dám đến đồn cảnh sát nhờ giải cứu, vì chủ chứa cảnh báo rằng cảnh sát sẽ xích lại hoặc là bán cho chủ chứa khác còn tồi tệ hơn nhiều. Trong số những chị em bị lừa bán làm gái mại dâm như em, có một chị đang mang bầu 7 tháng. Chúng bắt chị phải bỏ đứa con đi, nhưng chị đã cầu xin họ đừng bắt đứa trẻ phải chết. Sinh xong chị hứa sẽ nghe lời chúng vô điều kiện. Nhưng chị sinh con xong, chưa kịp nhìn mặt con, đã bị bọn chủ chứa bán con cho người khác. Chị khóc như ngất. Đêm đến mấy chị em ôm nhau khóc. Vừa sinh xong được 10 ngày, vết thương chưa kịp lành lại, chúng đã bắt chị phải tiếp khách. Có người trốn bị bắt về, chúng đánh cho thừa sống thiếu chết và để cho những người còn lại phải chứng kiến. Chúng em sợ đến nỗi không bao giờ có ý định sẽ bỏ trốn. NTI kể lại rằng những chị em bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm phần lớn đều bị mắc lưới do những kẻ buôn người tạo ra. Và y cũng chẳng phải ngoại lệ. Ngày 16 tháng 9 năm 2011 chính là thời khắc định mệnh xoay chuyển cuộc đời cô gái trẻ NTI, khi mang nỗi lo lắng về khoản nợ từ trên trời rơi xuống. Kể cho một người bạn chat quen qua mạng lấy tên là Hoàng, tên thật là Bùi Văn Huy, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Một kẻ buôn người đích thực. NTI kể lại rằng Huy là người bạn mà em quen trên mạng cách đây 2 năm.
nhiều lần nhắn tin, gọi điện rủ Y đi chơi, nhưng không được. Từ những lời kể lể của Y, Huy bắt được sóng. Y cần tiền để trang trải việc gia đình nên liên tục nhắn tin động viên và bảo sẽ nghĩ cách giúp đỡ Y. Huy còn chủ động gọi điện nói chuyện với chồng Y rằng có mẹ buôn bán quần áo ở Trung Quốc, thường đánh hàng về Việt Nam bán. Sắp tới Huy sẽ lên Móng Cái nhận hàng. Nếu đợt hàng này trúng quả, Huy hứa sẽ cho vợ chồng Y vay 10 triệu đồng để lo chuyện gia đình. Nghe Huy nói thế, hai vợ chồng Y rất băn khoăn khi Huy bảo Y nên đi cùng để có công trong chuyến hàng đó. Nghĩ đây là cách có thể cứu được cả gia đình, Y đã thuyết phục chồng mình cho đi cùng chuyến hàng với Huy. Ngày 17 tháng 9 năm 2011, Huy đi taxi tới đón Y ở khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hưng Yên, rồi vòng xe về Móng Cái. Trong chuyến xe đó, Huy đi cùng với một cô gái mà Huy giới thiệu là em gái. Tên thật là Vũ Thị Hồng, sinh năm 1995, ở xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Đối tượng cặp kè sống với Huy như vợ chồng, rồi cùng mua vé xe khách về Móng Cái, Quảng Ninh. NTI nhớ lại, đến Móng Cái, Huy gọi điện cho một người phụ nữ xưng là mẹ, mà mãi sau này em mới biết thực chất là một chủ chứa đến xem mặt, tên là Tình. Sau đó, Huy tiếp tục đưa em qua một con sông và nói rằng sang bên Trung Quốc để lấy vải. Trong lòng thấy nóng gian, linh tính có chuyện gì chẳng lành, em đã nằng nặc đòi Huy đưa về mà không đi tiếp. Ngay lúc đó, như để trấn an, Huy đã gọi điện cho chồng em, hứa hẹn rằng cứ an tâm, sẽ đưa về tận nhà. Hành động của Huy càng khiến em lo lắng nên đã tìm cách nhắn tin cho chồng với nội dung: nếu không thấy em về thì gọi vào số điện thoại vừa gọi. Vừa nhắn tin xong thì máy em mất sóng. Sau đó em được Huy đưa lên ô tô thì gặp người đàn bà Huy gọi là mẹ tên Tình và nói rằng sẽ đi đến tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trên đường đi, bà Tình dặn em là khi đến Lim Cong, Quảng Đông, Trung Quốc sẽ có dì ra đón về nhà nghỉ ngơi. Còn Huy đang bận đi lấy hàng nên chưa về ngay được. Đến Lim Cong, em được một người phụ nữ đưa về một căn nhà có khoảng 20 cô gái Việt Nam đang ăn ở sinh hoạt. Và như sét đánh, tai ù đi khi một chị nói với em rằng em đã bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm với giá 10.000 nhân dân tệ. Từ đây em bắt đầu những tháng ngày sống trong địa ngục. Hơn 3 tháng thì NTI may mắn được giải cứu trở về. Niềm vui đó, những tủi nhục, đau khổ, cay đắng trong lòng cô gái trẻ không thể vơi bớt. Giờ đây em vẫn đang cố gắng che giấu việc mình bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Nhưng em cũng lo lắng rằng nếu họ biết, liệu họ có sợ mà ghẻ lạnh hay coi thường em không? Nếu điều đó xảy ra, em cũng mạnh mẽ đón nhận. Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại thì nước mắt của NTI lã chã rơi. Đường về cũng có muôn nẻo. Điều làm em chán chường nhất là sự đay nghiến của mẹ chồng. Câu chuyện đời em được mẹ mang ra để than thở với người thân hàng xóm khiến em luôn sống trong cảm giác lo sợ, những lời dị nghị đàm tiếu, ánh mắt dò xét xung quanh mình. Em cũng lo lắng là ngày còn ở trong động quỷ phải uống cái thứ nước lá đen sền sệt đó ảnh hưởng đến bây giờ thì mãi không có thai. Mỗi lần bị nhắc nhở về chuyện ấy, em cảm giác sát muối vào lòng. Tình cảm vợ chồng cũng vơi đi nhiều. Về phía em thì nhiều khi sự động chạm của chồng cũng khiến em thỉnh thoảng giật mình sợ hãi. Còn chồng em dù không nói ra, em cũng biết cũng chẳng ai chấp nhận vợ mình đã từng bị nhiều người đàn ông giày vò. Nhiều lúc, nỗi sợ hãi, sự hoang mang đã đẩy suy nghĩ lẫn bước chân của em bỏ đi thật xa đến một nơi lạ lẫm để bắt đầu làm lại cuộc đời. Nhưng em lại chẳng đủ can đảm. Em lại sợ cuộc đời mình đi theo một lối rẽ khác mà mình không mong muốn. Nhưng NTI vẫn không quên nhắc nhở bản thân phải cố gắng, bởi em vẫn còn rất may mắn vì sớm được trở về. Nhưng vẫn còn không ít những cô gái khác đang hàng ngày phải làm nô lệ tình dục. Trong sự xót xa của một thân phận giữa sự trớ trêu của cuộc đời, chúng tôi tin cô gái đang học nghề cắt tóc này sẽ nhận được sự cảm thông của xã hội. Dù ký ức về những ngày ở động quỷ vẫn là một cơn ác mộng đeo bám em đến hết cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.